Mẹ Hồ Hoài Anh mất liên lạc với con trai. Học viện Âm nhạc Quốc gia liền đưa ra thông báo khẩn cấp liên quan đến tin đồn Hồ Hoài Anh bị bắt ở Tây Ban Nha. Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam mới đây đã đưa ra thông tin nóng. Gia đình nam nhạc sĩ cũng chính thức lên tiếng. Trao đổi với Thanh Niên, ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, việc nhạc sĩ Hồ Hoài Anh phải giải trình sau khi về nước thuộc thẩm quyền của phía Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trong khi đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết, sau khi họp, phía Học viện có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó, Ban Giám đốc yêu cầu nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sau khi về nước phải trình diện và làm biên bản giải trình về việc đi nước ngoài không xin phép. Từ hôm qua đến nay, phía gia đình của Hồ Hoài Anh chưa có thông tin gì thêm. Khi nào về thì anh ấy phải trình diện. Mẹ của Hồ Hoài Anh có báo từ hôm trước, nhưng đến thời điểm này cũng không liên lạc được nữa, ông Tuấn cho hay. Trước đó, Ban Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nơi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đang là giảng viên, đã có cuộc họp khẩn sau khi tiếp nhận nội dung phản ánh thông tin từ truyền thông. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng chỉ đạo nhà trường báo cáo về vụ việc. Theo ông Lê Anh Tuấn, trước hết, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã vi phạm quy định tự động sang nước ngoài nhưng không xin phép hay thông báo tới nhà trường. Khi về nước, nhạc sĩ này sẽ phải làm bản tường trình báo cáo về việc sang nước ngoài mà không xin phép với nhà trường. Trong cuộc họp diễn ra vào tối 1 tháng 7, Ban Giám đốc nhà trường đã thống nhất đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch tạm đình chỉ công tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, đợi kết luận điều tra chính thức. Trước những thông tin trên, cư dân mạng liên tục để lại ý kiến mỉa mai nam nhạc sĩ. Cụ thể, cư dân mạng bình luận, Ban Giám đốc chắc nghĩ anh là Tôn Ngộ Không chắc, chuyển sang nghệ thuật thứ 7 cũng được của nó. Khó vậy mà cũng nghĩ sai được, anh còn đang bận chưa về được nha. Ông bà ta chuẩn phết đã sắp xếp nghề nghiệp ra làm 4 loại là sĩ nông công thương, còn đám này thì bị gán cho là xướng ca vô loại, cấm có xài. Nghệ sĩ về như củ hành tây vậy, lột lớp này lại lồi ra lớp khác, mà lớp sau mùi lại càng hăng hơn lớp trước. Đã được về đâu mà giải trình? Mấy anh làm khó người ta quá, giờ này năm sau không biết có về được hay không mà giờ này bắt trình diện. Sao về được, cứ làm khó nhau thế, tầm chục năm nữa mới về được. Đa số khán giả đều cho rằng Hồ Hoài Anh hiện chưa thể có mặt tại Việt Nam vì nghi vấn anh có liên quan đến ồn ào cưỡng hiếp cô gái 17 tuổi ở Tây Ban Nha. Thậm chí, một số cư dân mạng còn đề cập đến cả trường hợp nam nhạc sĩ sẽ phải đi tù, trả giá cho hành động sai trái của mình. Tuy nhiên, tất cả chỉ là những đồn đoán từ phía cộng đồng mạng, không có tính xác thực. Liên quan đến sự việc hai nghệ sĩ bị bắt ở Tây Ban Nha, Đại sứ quán bước đầu đã triển khai các biện pháp bảo hộ công dân, đề nghị phía Tây Ban Nha đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam. Hai công dân đã được tại ngoại mà không cần bảo lãnh, tuy nhiên không được rời khỏi Tây Ban Nha trong quá trình điều tra. Được biết, quá trình tố tụng và đưa ra xét xử chính thức của Tây Ban Nha có thể kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm. Từ giờ cho tới lúc đó, chưa thể khẳng định hai nghệ sĩ có tội. Bên cạnh những luồng dư luận công kích cá nhân, cũng có nhiều ý kiến nghiêng về giả thiết hai nghệ sĩ là nạn nhân của một vụ lừa đảo đã được dàn xếp từ trước. Cũng nhân dịp này, hàng loạt bài viết cảnh báo người dân trong nước về sự hiểm nguy khi đi du lịch châu Âu, nhất là đến những nơi nổi tiếng về tệ nạn. Ở đó bạn có thể bắt gặp những cô gái nhà lành đi du lịch cùng gia đình, nhưng thực ra là miếng mồi, có thể là gái mại dâm trong một cái bẫy. Khi không tống tiền được tại chỗ, chúng sẽ lưu loa lên là cưỡng bức xâm hại, công bố tuổi nạn nhân chưa 18 và báo cảnh sát. Và không chỉ những du khách nước ngoài nhẹ dạ mới dính đòn. Năm 2010, hai ngôi sao bóng đá Pháp, Ribéry và Benzema phải hầu tòa vì trót mua dâm Zaha Deha, 17 tuổi. Tại Pháp, mại dâm được coi là hợp pháp, ngoại trừ hành vi mua dâm trẻ vị thành niên. Zaha đã cứu hai cầu thủ khi khai trước tòa rằng đã không cho họ biết tuổi thật của mình. Hai ngôi sao thoát án tù, còn Zaha trở nên nổi tiếng, có đà chuyển sang làm diễn viên và nhà thiết kế. Từ trường hợp này có thể rút ra, sự nổi tiếng có thể mất đi sau một hành vi bất cẩn, nhưng cũng có thể chuyển từ người này sang người khác. Vụ của hai nghệ sĩ Việt Nam tưởng chừng có nét tương đồng với vụ diễn viên Cao Văn Tường Trung Quốc và Vương Tinh bị tố cưỡng hiếp tập thể một phụ nữ ở Úc. Nhưng thực tế cả ba đều đang làm việc trong cùng một đoàn phim và có dấu hiệu thuận tình vào lúc bắt đầu hành vi thân mật. Thế nhưng cũng phải mất 2 năm kiện tụng, tòa án Úc mới phán quyết Cao Văn Tường tráng án. Nhưng sự nghiệp và gia đình riêng của anh đều không cứu vãn được. Vì chưa có tiền lệ ở Việt Nam nên chưa rõ các bên liên quan sẽ phản ứng thế nào sau khi vụ việc của hai nghệ sĩ được ngã ngũ.